Tất cả mọi người, thì sau một năm kết thúc năm 2021 thì với tình hình dịch Covid cũng như là rất là nhiều khó khăn, bất cứ một cái ngành nghề nào thì trong năm 2021 thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Từ cái lúc mà giãn cách xã hội từ tháng 7 đến tháng 10 chúng ta mới được mở ra hoạt động lại bình thường, thì hiện tại thì tình hình dịch Covid nó rất là phức tạp. Nói là thì đầu năm 2020 thì Nguyễn Hoàng Phúc sẽ kính gửi đến tất cả mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất, cũng như nhớ giữ gìn sức khỏe để còn đi về nhà và mang tiền về cho mẹ. Thì đi về nhà và mang tiền về cho mẹ thì hai bài hát của Đen Vâu, thì cái bài đi về nhà là cái bài cuối năm 2020, thì cái bài đó cũng rất là ấn tượng, cũng như lyric cũng rất là đơn giản, là chúng ta phải suy ngẫm. Thì năm 2021 thì anh mình gọi là anh Đen Vâu hay là chú Đen Vâu nha, thì mình gọi là anh đi, cho gọi là anh Đen cho trẻ nha mọi người. Thì anh Đen Vâu cũng có một ra một bài rap, đó là bài mang tiền về cho mẹ. Thì cái bài này cũng lyric nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà rất là làm chúng ta phải suy ngẫm về một năm khó khăn vừa qua, thì làm cho chúng ta phải kiểu như nao nức về nhà mọi người. Thì cũng chỉ còn tầm khoảng một tháng nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục đó là đón Tết Nguyên Đán, là Tết chính của người Việt Nam ta. Thì khi mà mình nghe bài hát, nói bài hát như này thì mình cảm giác rất là nhớ nhà mọi người. Kiểu như đi một xa nhà tầm khoảng một năm và gần tới Tết mà chúng ta nghe những bài hát như này thì chúng ta rất là nhớ nhà. Thì trước khi về nhà thì mọi người cũng nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe, và nói chung thì năm nay thì chúng ta không cần phải mang tiền về cho mẹ đâu, chúng ta chỉ cần mang sức khỏe về cho gia đình là tất cả mọi người cũng như gia đình chúng ta rất là vui rồi. Khi mà như mọi người đã biết thì trong lúc mà giãn cách xã hội thì khi mà gia đình chúng ta gọi điện cũng như hỏi thăm về sức khỏe chúng ta là chính, đa số cha mẹ chúng ta là gọi điện vào những cái thời gian tình dịch bệnh thì đa số là sẽ hỏi thăm về sức khỏe nhiều hơn. Nên là mọi người cũng như đầu năm 2022 thì mong là tình hình Covid nó cũng bớt đi, và mình mong là nó hết luôn đi, và cũng như cho mọi người hoạt động lại bình thường và giữ gìn sức khỏe để đi về nhà mang tiền về cho mẹ và ăn Tết Nguyên Đán cùng gia đình. Thì Nguyễn Phúc xin kính chúc tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe để có một năm tràn đầy năng lượng, cũng như chúng ta tập trung vào năm 2022 nhiều hơn. Coi như một năm 2021 thì do tình hình dịch bệnh chung thì cả nước chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn, nên là coi như năm đó chúng ta bỏ qua và chúng ta làm lại vào năm 2022. Thì đầu tiên thì kính chúc tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe để có một sức khỏe rất là tốt, để chúng ta tiếp tục cạnh tranh với Covid năm 2022. Mong là nó sẽ hết đi nha mọi người. Thì clip của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những clip sau. Xin chào và hẹn lại mọi người.